kênh ký ức chiến tranh Gửi tới quý vị và các bạn Nhật ký cao điểm 384 tháng 4 năm 1972 Sau đây mời các bạn cùng nghe tập thứ nhất Ngày ấy tôi là chiến binh của đơn vị C-62, D-6, E-12, F-3 sao vàng, quân giải phóng Nam Tung Bộ Chiến dịch xuân hè năm 1972 bộ đội trung đoàn 12 mở chiến dịch triệt cắt giao thông đường 19 Quy Nhơn, Play Cu nhằm mục đích. 1. Tạo điều kiện cho Tây Nguyên giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh. 2. Kìm chân sư đoàn Mãnh Hổ Nam Triều Tiên, không cho chúng ứng cứu chiến trường Bắc Bình Định. Tạo điều kiện cho các đơn vị khác của sư đoàn giải phóng Bắc Bình Định. Trong nhiệm vụ chung đó, đại đội 62 trong đội hình tiểu đoàn 6 nhận nhiệm vụ chốt giữa cao điểm quan trọng của mặt trận, cao điểm 384 trực tiếp thực hiện nhiệm vụ gồm một trung đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại đội trưởng đồng văn soạn và trung đội trưởng nguyễn tiến liễu danh sách gồm đồng văn soạn nguyễn tiến liễu đỗ huy phước vũ ngọc khương nông văn thu nguyễn văn du hà văn bình đào duy hiển kiều minh toán đoàn văn thực trần văn chính và tôi dương văn minh 11 anh em chúng tôi đại đội 62 và Kiều Minh Toán, chiến binh bổ sung của tiểu đoàn 5, tuổi từ 19 đến 20 tuổi. Riêng anh Nguyễn Tiến Liễu, trung đội trưởng, tổ trưởng đảng, cao tuổi nhất, 38 tuổi. Chúng tôi tôn anh là anh cả. Trung đội chốt đã kể vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, thể chiến đấu giữ chốt đến giọt máu cuối cùng. Qua 10 ngày đêm chiến đấu, 8 người anh Dũng hy sinh, 3 người bị thương rời trận địa. Tôi là người còn lại cuối cùng, chứng kiến mọi sự việc xảy ra qua 10 ngày đêm sống và chiến đấu trên cao điểm. Tôi xin ghi lại toàn bộ sự việc qua những trang nhật ký này, để ca ngợi hành động chiến đấu dũng cảm hy sinh oanh liệt của đồng đội tôi và của tập thể chốt của ngọn đồi 384 đã đi vào huyền thoại. Trích nhật kỳ Ngày 9 tháng 4 năm 1972 Sau hai ngày trời lặn rừng lội suối, hôm nay tới đây, suối đồng tre, lúc này lại quá nhàn rỗi, quay ra ngủ. Bởi cái thú bậc nhất của thằng lính trong chiến tranh là được ngủ yên tĩnh, không bị quấy dày. Ngày hôm nay tôi đã được tận hưởng cái thú ấy. Bao nhiêu cái suy nghĩ, tính toán đã có đội ngũ cựu binh họ đảm đương. Mình là lính mới, biết gì mà tham mưu. Vậy nên cứ ngủ phứ đi. Ngủ trả thù cho mấy đêm, mấy ngày vừa rồi ngủ ít vì phải tranh thủ hành quân. Lý do nữa là đội anh Liễu, anh Thu đi xác định vị trí của 384. Đến là dày già những mỏm núi phía bắc suối Đồng Tre, đâu là 384, khó tìm ghê. Anh soạn đại đội trưởng biết nhưng lại đi sau, nên chúng tôi mới phải nhọc công thế này. Quá chưa sang chiều các anh trở lại, thu lầm bầm oán trách thằng soạn đồng hương quan liêu làm khổ anh em. Anh Liễu bảo, cố gắng ngủ nốt buổi chiều còn lại, kẻo mà lên chốt muốn ngủ cũng không được nữa. Trạng vạng tối, hành quân chiếm lĩnh. Tôi khoác ba lô nặng nơi vai, súng treo nơi ngực, tay phải cầm gậy, tay trái gạt cây rậm, bám sát người đằng trước. Biết rằng từ đây, đời sẽ diễn ra những điều ghê gớm. Khó khăn khốc liệt của cảnh lính trận sẽ là vô cùng. Song mình là thằng lính biết tôn trọng danh dự. Phải hạ quyết tâm mà sốc tới thôi. Không thể sống khác được đâu. Đường lên cao điểm treo leo hiểm trở vô cùng. Dốc đó dựng đứng. Lối mòn luồn giữa những dây dợ chẳng chịt. Bám sát nhau mà leo ngược con dốc dựng đứng. Trong hoàn cảnh phải tuyệt đối giữ bí mật. Không dám thở to đoàn người gồm tám anh em cứ lầm lũi bám sát nhau, bám rễ cây mà leo lên. Ai cũng mang trên lưng một trọng lượng khá nặng. Cánh lính mới chúng tôi cùng mang tới 45 kg. Riêng nông văn thu mang tới 60 kg trên lưng mà vẫn dẫn đầu đội hình. Bản thân tôi thì, ôi chao mệt quá chừng. Chưa bao giờ tôi phải cố gắng đến tột mức như thế này. Đành phải cố mà theo anh em thôi. Tới đỉnh núi, nghỉ, chắc là trận địa đây rồi. Ngoái nhìn lại chặng đường, mừng vì cuộc hành quân mang nặng leo ngược dốc đã kết thúc. Sợ vì cuộc đời lính trận là muôn ngàn những thử thách, muốn hay không muốn cũng khó lòng mà chối từ. 384 đón tiếp ta thế này đây, phải chăng là sự báo trước những khốc liệt của cảnh lính chốt. Điểm lại đủ 8 anh em, Liễu, Thu, Khương, Bình, Du, Hiền, Thực, Ninh, để biết rằng không có ai hèn nhát phải đào ngũ. Họp, anh Liễu hạ thấp giọng, đầy quan trọng, tuyệt đối giữ bí mật, anh chỉ tay về phía mỏng núi phía đông nam trận địa. Các cậu đã nhìn thấy thằng Sodo rồi chứ? Kẻ thù chính sẽ không đội chung trời với chúng ta đấy. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là không còn kịp để rút kinh nghiệm nữa đâu. Cấm nói to, va động mạnh, phát ánh sáng. Phải đảm bảo tuyệt đối bí mật đến giờ dê ngày nở. Đã gần địch thì chẳng cần nói nhiều. Ai cũng tự biết phải làm gì vì không thể đùa với thần chết được. Lệnh, đào công sự. Tranh thủ màn đêm. Tranh thủ thời gian khẩn trương bí mật triển khai công sự sớm chừng nào tốt chừng đó biết rõ lợi thế của loại áo giáp này trong chiến tranh chúng tôi đã dồn mọi khả năng sức khỏe thức suốt đêm để đào rũi mỗi tổ ba người phân công nhau một cảnh giới hai đào không có chế độ ngủ trong đêm tổ của tôi gồm thu du tôi chúng tôi đã thức trắng đêm đầu tiên trên chốt may áo giáp như thế đấy một đêm không ngủ đã qua buổi đầu tôi đã biết được đời lính chiến trong khói lửa là thế nào. Liệu rồi mình sẽ ra sau đây? Có đủ sức mà đạp bằng, mà chịu đựng, mà vượt qua sốc tới như đã thề trước khi ra trận không? Ngày 10 tháng 4 năm 1972 Buổi sáng, ngụy Trang thật khéo để che mắt thằng Sô Đô trước mặt chỉ cách ngàn mét. Để che con mắt của thằng OV10 cứ vẻ vẻ săn tìm suốt ngày. Rồi mới có thể làm được. Tôi ngồi cảnh giới cho Thu và Du làm, vậy mà càng đỡ vướng cho hai người. Bởi một thằng thằng gầy lẹo nghèo như tôi theo sao kịp hai ông hộ Pháp. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì tiến độ vẫn bị chậm. Tôi quốc thì không đủ đất cho anh xúc. Tôi xúc thì không theo kịp anh quốc. Đất cứ đùn thành đống tướng. Vậy nên tôi càng phải cố trong mọi lĩnh vực. Sợ nhất là họ chê mình là hèn kém. Thế mới biết sức khỏe cần cho thằng lính là thế nào. Xin được giới thiệu tiểu sử của hai vị cựu binh. Nông Văn Thu, quê, bản nọng, xã X huyện Phú Lương, Bắc Thái, dân tộc Tài, 24 tuổi, nhập ngũ, 1967, cao, cỡ 1m70, nặng 75kg, trắng, đẹp trai, hiền lành, thật thà, bản tính lầm lì, ít nói, làm luôn chân tay, gặp ai khó khăn sẵn sàng giúp đỡ, sức khỏe của anh vào loại hiếm có, tôi chưa từng thấy ai khỏe như anh. Đúng quả là một con gấu của núi rừng Việt Bắc có một chuyện về anh thế này một lần thu và du đi công tác trên đường rẽ vào làng mật một buôn nhỏ của người ba na gặp một phụ nữ trở dạ đẻ giữa đường không trần trừ thu ra lệnh cho du hạ ba lô xuống giúp người ta thế là lập tức thu làm bác sĩ khoa sản còn du dù muốn hay không muốn cũng phải làm hộ lý bất đắc dĩ ngoan ngoãn phục tùng sự sai bảo của thu không dám nhìn việc thu làm để rồi sau đó câu chuyện trên được du truyền thể thành câu chuyện tiếu lâm nhắm mắt, ôm bụng, vỗ đùi, vừa cười sằng sặc vừa kể. Cánh lính trẻ chúng tôi hưởng ứng câu chuyện rất nhiệt tình và những trận cười như pháo lại nổ ra, cho dù du kể đi kể lại tới lần thứ bao nhiêu, vẫn làm cho chúng tôi phải bỏ ra mà cười. Trước việc làm phúc đức của Thu rất đáng được ca ngợi và nêu gương để cho câu chuyện thêm rôm giả, chúng tôi xoáy vào chọc du. Du chẳng hề tự ái chút nào, còn thêm thắt những chi tiết hài hước để chọc Thu, vì chúng tôi không ai dám chọc con gấu ấy mỗi lần như vậy thu chỉ lầm lì chăm chú vào việc đang làm dường như không có trận cười và không chú ý đến trận cười đang hại mình quá lắm một lần thu hỏi du mày cười thế có sướng cái miệng không du vậy là chúng tôi lại bỏ ra cười là tiểu đội trưởng dày dạn kinh nghiệm qua nhiều trận đánh anh trực tiếp huấn luyện tôi mọi động tác trong chiến đấu và vận động cá nhân thấy gì nghĩ gì anh bảo tôi vậy rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình làm khoa mục hướng dẫn tôi tôi là học trò vốn đã có sự khâm phục anh sẵn nên cứ im như thóc mà nghe thu kết luận bài giảng bằng ngôn ngữ người tài của anh như thế này đánh nhau phải biết chết đừng biết sống vớ nghĩa là anh bảo tôi đã là lính chiến thì không được sợ chết có chấp nhận cái chết thì mới đủ bình tĩnh dũng cảm để chiến đấu và chiến thắng nông văn thu là thế đấy một người lính có tài có đức nên học tập nhiều ở anh lắm chứ nguyễn văn du quê quế võ hà bắc nhập ngũ 1970, cao 1m65, nặng cỡ 60kg, da ngăm đen, đẹp trai, trung sĩ, tiểu đội trưởng. Đã qua chiến đấu nhiều trận nên dày dạn kinh nghiệm, dũng cảm, gan giả. Dạ. Có tài ném lựu đạn chụp, nghĩa là quả lựu đạn của anh tung ra. Cách mặt đất một mét đã nổ tung trên không như quả pháo chụp vậy. Cách này của anh gây sát thương rất cao cho địch. Chúng tôi không dễ gì mà học tập được ở anh kinh nghiệm ấy ai ngẫy ngãng vì bị sức ép bom. Anh Liễu đặt cho cái tên, nhà thơ điếc, mặc dù chưa hề thấy anh đã động gì đến thơ phú bao giờ. Ôi Nguyễn Du, chả là anh ta trùng tên với đại thi hào nổi tiếng mà, nhà thơ điếc, thật thà, chất phác nhưng nóng tính như hồ. Xạ thủ trung liên, vào chiến trường trước chúng tôi một khóa huấn luyện nên được lính Hà Bắc Tôn làm anh. Sức khỏe của anh ở đại đội này chỉ đứng sau thu mà thôi. Được ở gần hai ông hộ Pháp cũng là dịp may cho tôi, trước hết là việc đào hầm. Thu và Du là đôi chi kỷ, thân nhau tới mức, dù ở đâu, có Thu phải có Du, hoặc ngược lại. Thu người dân tộc, đặc điểm lầm lì ít nói, làm suốt ngày, hết việc cá nhân đến việc chung, hoặc giúp đỡ người khác, ít khi thấy anh ngồi không tán gấu. Còn Du thì ngược lại, theo Thu đéo đéo và kiếm chuyện chọc tức bạn, để rồi cười ngặt nghẽo. Nghĩa là ở đâu có Thu là ở đấy có tiếng cười của Du. Xong, trước sự chọc tức ấy của bạn, con gấu lại tỏ ra hiền lành, nhưng nhịn không hề tỏ ra phản ứng nổi giận gì. Nên trông cặp nguyên ương ấy mới dễ mến làm sao. Anh Liễu bảo, thằng Thu nó chỉ chịu mỗi thằng Du ở đại đội này thôi. Tôi ngồi cảnh giới. Sau một đêm thức trắng làm việc, giờ đây được ngồi yên. Trước công sự được ngụy trang kín, trên đỉnh núi gió mát, khí hậu trong lành, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho tới khi Du báo thức bằng cái véo tai rõ đau. Tôi xin lỗi anh và xin tiếp tục được làm kẻo ngồi đây thì phải mắc màn thôi. Buổi chiều, địch bắn phá vào khu vực chiến trường, dọc hai bên đường 19. Vài quả pháo rơi vào đồi 384, lộ rồi hay sao? Mỗi người đưa ra câu hỏi, rồi tự nhận định. Lại mấy thằng tân binh đi lại lộn xộn làm lộ. Ôi, lính mới, họ gán cho lính mới tội gì chẳng phải chịu. Vậy mới phải cố trong mọi lĩnh vực để họ hết xem thường lính mới. Chắc là chính, hiền, thực cũng nghĩ như tôi thôi sầm tối, anh soạn đại đội trưởng và chính chiến sĩ liên lạc lên chốt. Quân số tăng lên 10. Tôi được lệnh sẵn sàng chiến đấu, cảnh giới cho toàn chốt. Bây giờ mới có dịp quan sát mặt trận, con đường 19 chạy từ đông sang tây. Dọc hai bên trục đường, các chốt điểm của địch nằm cách nhau đều đặn, trái tim, mâm xôi, hòn ngang, hòn kiềng, như trên xa bản tác chiến đã hướng dẫn. Và nơi đây, đối diện 384 về phía đông nam, thằng Sô Đô với một tiểu đoàn Nam Triều Tiên, đối thủ chính của chúng tôi. Liệu chúng đã biết gì về sự có mặt của đội quân này chưa? Mà mấy khẩu đại liên không mấy lúc ngừng bắn, pháo của địch vẫn khoan nhặt nổ. Những quả đạn vu vơ không địa chỉ vẫn nổ lung tung vào trong rừng và bọn trực thăng chiến đấu thả pháo sáng, bắn đạn 20 ly vu vơ. Anh Liễu bảo, nó hoạt động bình thường về đêm đấy mà. Đã có gì dám chắc là nó phát hiện ra quân ta. Cứ làm việc bình thường, giữ bí mật cho tốt chưa lộ đâu mà lo. Đêm họp, anh Soạn phổ biến tình hình, xác định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Cuối buổi họp, anh Liễu bật mí, đêm nay chính thức là đêm nở ngày 10 tháng 4, giờ dê là 0 giờ ngày 11 tháng 4 năm 1972. Tin tuyệt mật, chỉ có lính chốt mới được biết thôi. Ngày 11 tháng 4 năm 1972, lại qua một đêm thức trắng làm cật lực nữa. Sáng nay chúng tôi đã thiết kế tạm xong hệ thống phòng ngự hầm tránh pháo. Công sự chiến đấu của các tổ, các hướng tất cả liên kết với nhau bởi đường giao thông hào hình vành khăn khép kín trên đỉnh núi. Diện mạo của 384 đây, thế trận của đại đội 62 đây. Chúng tôi đã tạo cho 384 thế đứng của chàng hiệp sĩ đứng thế thủ, sẵn sàng tiếp nhận cuộc chiến đầy tự tin, quyết đánh và quyết thắng. Địch phản ứng mạnh, chắc đêm qua ăn đòn ở cây ruồi. Chẳng hiểu bọn đặc công đêm qua làm ăn thế nào, nhai cây ruồi có gọn không các trận địa pháo của địch như điên như dại, bắn đi tứ tung vào trong rừng. Những quả pháo không có địa chỉ, gầm hú bay loạn trên trời rồi rơi nổ bừa bãi. Nào đã biết VC, Việt Cộng cách quân Mỹ gọi quân giải phóng ở đâu mà bắn. Tiếng súng mở màn chiến dịch đã nổ từ giờ dê đêm qua ít nhất thì lũ Nam Triều Tiên đã được ăn đòn từ đó. Đường 19 chính thức đã bị cắt, huyết mạch giao thông quan trọng của địch, nối Tây Nguyên với đồng bằng và ngược lại, đã bị quân ta bóp chẹt con thú khổng lồ đã bị chàng hiệp sĩ bóp hầu. Ta càng bóp mạnh, siết mạnh, nó giấy càng khỏe. Nó càng giấy khỏe ta càng phải siết mạnh hơn nữa. Cả hai phía đã đưa lẽ sống không đội trời chung đến độ cao nhất. Chúng tôi đã quán triệt quyết tâm chiến đấu lâu dài gian khổ, nên càng sẵn sàng đón nhận khốc liệt, hy sinh sẽ đến với mình. Trong cuộc chiến đấu dài ngày đầy gian khổ ác liệt này, máy bay địch xuất hiện ngày càng nhiều, náo động không gian suốt ngày suốt đêm. Đủ loại, đủ tên. Phản lực ném bom, phản lực siêu âm, trực thăng chiến đấu. Tưởng như quân chủng không quân và hải quân Mỹ đang giới thiệu các chủng loại máy bay trước mấy anh em lính chốt chúng tôi. Nghiêng ngó săn tìm, nhào lộn đe dọa suốt 24 giờ ngày. Bầu trời không lúc nào vắng tụi này. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của chúng tôi là chúng bu lại đón tiếp bằng nhiều cỡ đạn và nhiều kiểu bom. Phối hợp với lực lượng pháo binh Mỹ với nhiều trận địa pháo, các cỡ pháo, cộng với sư đoàn bộ binh Nam Triều Tiên, cả hải lục không quân mỹ càng phối hợp tham chiến lực lượng tham chiến của địch thì hùng mạnh như vậy còn về phía chúng tôi ra quân trong khi lực lượng thế này mười anh em đầu trần chân đất súng bộ binh không hề có sự viện trợ của bất kỳ lực lượng nào cũng bày sẵn thế trận chấp nhận một khốc liệt của cuộc chiến thả hy sinh tất cả phải thực hiện được nhiệm vụ chặn bước quân giặc giữ cao điểm quyết chiến đấu giữ chốt đến giọt máu cuối cùng chúng tôi đã và đang làm điều tra anh đi trước vẫn làm trong chiến tranh nhân dân dùng ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh đã làm nên chiến thắng đi vào lịch sử. Chúng tôi đã bày thế trận 384 và thế trận này đang thách quân thù nhảy vào để xem lá gan ai lớn trong cuộc đỏ sức này. Gần trưa, pháo bắn vào 384. Ngồi trong hầm tránh pháo, ngón tay trò bịt chặt nòng súng kẹo cát rơi làm súng hóc, mắt vẫn phải mở to theo dõi ra ngoài. Nếu thấy giấy bay loạn xạ tức là chúng bắn pháo giấy cho bộ binh tấn công, phải lập tức đứng dậy mà đánh trả hoặc pháo chuyển làn phải trở lại vị trí chiến đấu hoàn toàn không được chúi đầu tránh pháo ta và địch phải lừa nhau từng đòn để tiêu diệt nhau không đội trời chung một mất một còn mà trực tiếp giơ đầu hứng chịu ác liệt của trận oanh tạc trong tiếng pháo gầm rú xé màng nhĩ mảnh đạn bay kêu vo vo như mỗi đêm hè những tiếng nổ long óc tia chớp nhằng nhịt như những tia sét trong đêm rông lửa khói trời đang nặng to giữa ban trưa mà sập tối như hũ nút bởi khói của nhiều quả đạn pháo nổ với mật độ dày đặc đã tạo ra màn đêm che phủ kín ngọn đồi che lấp cả ánh mặt trời sự sống và cái chết đã xích lại gần nhau như ngàn cân treo sợi tóc mong cho điều rủi ro đừng đến với mình mong cho trận oanh tạc qua nhanh trước sức phá và đe dọa của thần chết cảm tính sợ sệt lên tiếng mạnh mẽ tôi lo sợ thực sự dù cố gắng chấn tĩnh đến bao nhiêu cũng không đè bẹp được cảm giác sợ chết lúc này là lính bộ binh trực tiếp đối mặt với quân thủ tôi đã tự biết rằng phải có lòng gan dạ dũng cảm trong ác liệt chiến trận thì mới làm nên chuyện vẫn biết gan dạ dũng cảm là thứ vũ khí lợi hại trước tiên là đức tính tốt là điều cần thiết phải có của một chiến binh ở chiến trường song trước danh giới của sống chết để làm nên điều đó thật là khó tạo ra được tâm trạng bình tĩnh không run sợ trước sự hăm dọa của vũ khí giết người tối tân hiện đại của quân đội mỹ lúc này khó vô cùng ít nhất thì cũng đã trải qua đôi lần. Với tôi, lại là lần đầu tiên gặp phải, nên chấn tĩnh được tâm trạng lúc này quả là không thể làm nổi. Mãi rồi trận oanh tạc đi qua, pháo chuyển làn sang nơi khác, khói loãng dần rồi tan. Trời sáng dần, rồi trở lại ánh sáng của một buổi trưa hè. Nhưng mùi thuốc đạn khét lèn lẹt thì động ở tất cả mọi nơi, đầy sạc trận địa chốt, đầy cả trên thân thể, đầu tóc, quần áo của từng người. Hai lỗ mũi và cổ họng cũng đầy thuốc pháo nên người vào đâu, ở chỗ nào cũng thấy mùi khét và vị đắng thuốc đạn. Dứt loạt pháo, bình y tá ghé vào hầm, kiểm tra một lượt xem có ai ảnh hưởng gì không. Du cười khà khà, chưa cần thuốc của ông, có điều ông xin thì tôi cho ông thuốc đây. Ba bốn cái đầu trụm vào vấn thuốc lá hút, bình nhìn tôi, nháy mắt giễu cợt. Thế nào, phát biểu cho qua nghe thử. Tôi thành thật, tương đối đấy anh ạ. À. Anh cười lớn, phô hàm răng vàng khè vì ám khói thuốc lá, nói với giọng từng trải. Các cậu là lính mới, nên còn lạ miệng với cái món này lắm. Yên trí đi, từ xưa tới giờ, khi cậu còn chưa là lính giải phóng nó đã bắn rồi. Vậy nên cứ mặc mẹ nó là hơn cả. Việc nó, nó bắn. Việc mình, mình làm. Lo gì? Thu hỏi. Tại sao nó bắn mày không làm mà giúp vào hầm làm gì? Thì giải lao một lúc đã sao? rồi anh ta lại phá lên cười như không hề có chiến tranh xảy ra ở đây du hỏi bình này mày có nhớ lính ta vẫn khấn thế nào không khấn gì thần chú chứ còn gì nữa mỗi lúc vấp ác liệt cứ khấn lên có vẻ an tâm phần nào đấy mày nhớ không bình ngầm một tiếng rồi vỗ đùi e hèm lấy giọng sửa lại tư thế ngồi rồi khấn thế này khấn rằng việc nó nó bắn bắn nhiều chưa chắc đã trúng chúng nhiều chưa chắc đã bị bị nhiều chưa chắc đã bị nặng bị nặng chưa chắc đã chết yên trí đâu khắc có đó mà bỗng anh liễu xuất hiện nơi cửa hầm nghiêm giọng quát khẩn trương sơ tán ngay đây là đâu mà các cậu họp chợ hà ai về hầm nấy ngay tôi tiếc vì cuộc vui tới đây đã phải tàn xong mệnh lệnh của anh liễu phải chấp hành thôi chiến tranh mà sau trận pháo mỹ oanh tạc tôi tưởng sẽ được nhảy ra ngoài hầm trú ẩn mà hít thở không khí trong lành từ làn gió biển thổi vào nơi đỉnh núi cao này. Nhưng rồi bọn trực thăng lại dẫn xác tới bắn phá. Hai chiếc hát UEI thay nhau bắn dốc két, đạn 20 ly, thả lựu đạn xuống trận địa. Sức công phá không bằng bom, pháo nhưng dai hơn và chính xác hơn. Hầm hào, công sự hư hại nhiều là do thằng khốn kiếp này. Ngồi trong hầm tránh đạn, phó mặc tính mạng cho sự may rủi mới có dịp mà nghiền ngẫm câu thần chú của bình khấn ban nãy bắn nhiều chưa chắc đã bị bị nhiều chưa chắc đã chết yên trí đâu khắc có đó nghĩ rằng cái sự đâu khắc có đó là sự bày đặt sẵn của số trời sống khắc sống chết sẽ chết cái sự sắp đặt ấy khuyên bảo hãy yên tâm lo sợ mà làm gì khi trời đã có đáp số sẵn rồi ngoài điều đó ra đương nhiên mình là thằng lính đang hiện diện ở chiến hào Vậy thì hãy phát huy hết cái trách nhiệm và sứ mạng của lịch sử giao phó. Vậy thôi. Buổi chiều, thằng không vê mười nghiêng cánh bắn pháo hiệu. Cụm khói nó bắn cứ nở to mãi ra. Nghe tiếng phản lực gầm rít và mặt đất rung chuyển. Một tia chớp và một quầng lửa chùm lên. Trời sập xuống hoàn toàn. Từ đó tôi không hay biết gì nữa. Tôi bị bom vùi. May mà anh em kịp thời cứu chữa. Nếu không, vĩnh viễn không ai được biết câu chuyện về cao điểm 384 nữa anh em cho biết, hai chiếc F-4 giờ thay nhau chút bom xuống trận địa khá lâu. Hầm hố, giao thông hào hư hại nhiều. Vậy ra ngày hôm nay, quân địch đã dùng các ngón đòn mạnh để hù dọa, nắn gân chúng tôi. Bom pháo, hạng nặng, hạng nhẹ thay nhau đánh dòng giá suốt ngày. Chúng tưởng rằng, với vũ khí giết người hiện đại ấy, sẽ đẩy lùi được chúng tôi chăng? Bình y tá kiểm tra tình trạng bị bom vùi của tôi và cho biết, không sao cả, sẽ chóng phục hồi thôi. Tôi được ưu tiên nằm nghỉ đêm lại thức trắng với núi công việc. Bởi sự tồn động sau một ngày oanh tạc bằng không quân và pháo binh của địch, sửa lại công sự bị sập xuống chân núi cống đạn, nước. Một bộ phân khác do anh Liễu Thu, Bình đảm nhiệm đi tập hậu vào bọn Nam Hàn đang nhen anh dơ vuốt, gây bao tội ác với đồng đội và chính bản thân chúng tôi. Lúc này đang là thời cơ thanh toán sổ nợ với chúng. Chúng tôi phải dồn mọi sức lực, cố gắng để sửa lại hầm hố bị hư hại, để chờ đón quân thủ tới tiêu diệt, sẵn sàng tiếp nhận những khốc liệt mới, tiếp nhận những trận đánh chênh lệch về lực lượng, sức chiến đấu vũ khí vân vân, cho dù kẻ địch luôn ở thế hơn hẳn. Anh Liễu bảo, đây là dịp để xem, ai là vàng, ai là thau Sẽ thể hiện cụ thể qua những ngày này. Liệu tôi sẽ là cái gì đây? Ngày 12 tháng 4 năm 1972, hồi gà gáy, triệu tập họp chốt. Anh soạn phổ biến tình hình nhiệm vụ thông báo tin chiến thắng của các xe đại đội bạn, nêu gương chiến đấu dũng cảm của các tập thể cá nhân lập công xuất sắc trên chiến trường. Anh thông báo, lệnh tiểu đoàn. Từ ngày nay trở đi, ngày 12 tháng 4, nếu bom máy bay Mỹ còn bắn phá trận địa, chiến sĩ 384 được phép dùng súng bộ binh bắn trả. Không thể để cho nó tự do bắn lên đầu mình mãi được. Lệnh ấy làm cho chúng tôi phấn chấn hẳn lên. Không phải đợi lâu, bọn trực thăng dẫn xác tới cho rằng đây là thời cơ lập công tôi gác súng lên bờ hào, nhắm chiếc đi đầu xiết cò, nổ liền ba đến bốn điểm xạ. Bỗng anh liễu đạp tôi vào trong hầm thì liền đó là tia chớp. Đất đá tung lên rào rào. Anh quát vào tai tôi, ai cho phép cậu tùy tiện thế hả? Chưa có lệnh đã nổ súng bừa bãi. Tôi biết sai nhận lỗi. Hứa rút kinh nghiệm nhưng rồi những luật AK trừng trị bọn trực thăng đã kéo tôi trở lại với trận đánh. Không còn dịp để nghiền ngẫm sai sót của mình nữa. Sau một hồi quần nhau, bọn trực thăng không cháy kế nào. Bên ta không ai việc gì. Hòa, không không. Bọn trực thăng cút. Trận đánh kết thúc. Nhưng dù sao cũng cảnh cáo cho chúng biết chớ có coi thường lính chốt mà bắn bậy bắn càn mãi đâu. Hồi lâu, anh Liễu nói với tôi, cậu là lính mới, chưa hiểu gì thì thải học phải hỏi. Nổ súng bắn chiếc đằng trước. Chiếc đằng sau dễ dàng phát hiện đường đạn từ dưới đất bắn lên. Chỉ tích tắc nữa cậu lĩnh cả quả két rồi. Vậy là anh đã cứu tôi thoát chết. Cảm ơn anh vô cùng. Tôi đang cảnh giới. Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bỗng huỵch theo bản năng, tôi né người tránh cú vồ của đối phương. Nhưng một người đã đối diện tôi, trần chuồng như nhộng, nói qua hơi thở. Thông cảm, tớ, lợi liên lạc tiểu đoàn. Mò, danh nó giả ác quá, phải lột hết quần áo mới lên đây được ông soạn đâu. Tôi chỉ cho lợi chỗ anh soạn, tự trách mình không tin. Nếu không phải là lợi, là địch thì sẽ ra sao đậy. Lát sau, họp tổ đảng, tôi và Du cảnh giới cho phiên họp. Du, vì quá cẩn thận, đã chất bao cát thành bức thành dây kiểu lô cốt. Trên nóc có dầm khỏe, cứng. Chất bao cát làm mái che chỉ để một lỗ châu mai vừa tầm bắn cho khẩu trung liên. Tưởng vậy là kiên cố, không ngờ. Chiếc trực thăng H-5IA chờ đầy bọn lính Nam Triều Tiên bí mật luồn qua các vách núi. Bất ngờ xuất hiện trước mắt hai chúng tôi. Hạ dần độ cao. Một vài tên lính xuất hiện nơi cửa, chuẩn bị nhảy xuống. Nó thấp dần, rồi thấp hơn cả công sự. Tôi hoảng lên, lỡ thời cơ rồi. Tôi rách AK nhảy ra ngoài công sự, chân trái duỗi theo sườn dốc, chân phải quỳ, người hơi ngả về sau giữ thăng bằng. Nhà đạn xối xả vào khoang cửa máy bay. Một hai ba bốn thằng lính ăn đạn trong tư thế thập thò nơi cửa liền ngã nhào xuống đất. Tôi tiếp tục nhà đạn mãnh liệt vào khoang cửa, vào đầu máy của nó. Nhưng nó vội vàng nâng độ cao. Thu vác bao tới thì nó đã bay cao rồi sự việc chỉ xảy ra tầm 1 đến 2 phút đồng hồ. Thu vò đầu bứt tai kêu tiếc, du đấm bình bịch vào ngực mình. Không ai ngu hơn tôi, khóa chết khẩu trung liên trong hầm, biết nó hạ mà không kịp. Ai ngờ đâu nó lại đổ quân bằng trực thăng. Không bắn được phát nào mới tức chứ, tức chết đi được. Anh Liễu vẫn ôn tồn. Không hạ được nó ngay nhưng thằng Minh đã gỡ một pha hú hồn. Hỏi rằng từng ấy thằng lính nhảy ra, dàn hàng ngang trong cùng lúc chiếm được công sự thì liệu chúng ta sẽ ra sao đây? Có trở tay kịp không? Nhưng nào ai biết tôi buồn như thế nào? Người buồn nhất, tiếc nhất hôm nay là tôi. Chỉ cần tôi bình tĩnh chút nữa có phải đã thiêu dụi cả chiếc máy bay lẫn bọn lính rồi không? Sau này được biết chiếc máy bay đã bị trọng thương trên đường về sân bay gò quánh. Lát sau, anh Soạn tới đưa cho tôi mảnh giấy. Cậu và Hiển mang toàn bộ súng đạn, ba lô tư trang sang chi viện cho khẩu đội 12 ly 7 cầm giấy này tới gặp khẩu đội trưởng sẽ rõ. Không còn gì để hỏi thêm, không còn lý do gì để ở lại. Tôi chỉ còn mỗi việc chia tay hai người đồng đội cùng tổ chiến đấu ba người, Thu và Du. Các anh đã cùng tôi đồng cam cộng khổ mấy ngày qua. Tôi khẩn trương sốc ba lô, sách AK xuống núi. Vượt nhanh qua đồi danh, dưới tầm quan sát của địch từ trên máy bay, từ đồn xô đô nhìn sang. Điều khó nhất là không rõ khẩu đội 12 lim 7 ở mỏm núi nào trong những dãy núi san sát như bát úp này hai thằng sục tìm suốt buổi chiều lội suối trèo non đi giữa rừng đại ngàn giữa những mìn vướng nổ lẫn trong lá rậm gai góc trong tầm pháo bắn của địch lo ngay ngáy khi bất thình lình một loạt pháo bắn gần hoặc rất có thể trực thăng dò heo đến bắn hay thả lựu đạn hoặc chạm chán với bọn thám báo nam triều tiên và bao nhiêu bất chắc rất dễ xảy ra trong vùng địch ta cài giang lược này khiến cho tôi cảm thấy căng thẳng tột độ vậy nên tôi luôn luôn đề phòng tình huống xấu không cho phép mình lơ là xả hơi bất cứ lúc nào hết buổi chiều vẫn không tìm thấy trận địa 12 ly 7. Trời đã tối, không thể làm gì tiếp được nữa, tôi và Hiền lôi đường sữa, ca cao ra ăn và giúp vào hốc đá ngủ. Tránh được nhiều mối đe dọa của chiến tranh và điều sung sướng nhất là được hưởng một giấc ngủ tuyệt vời sau ba đêm thức trắng trên chốt. Ngày 13 tháng 4 năm 1972 Tìm tiếp buổi sáng, sục sạo trong rừng dưới sự đe dọa của chiến tranh nơi chiến trường. Tới chưa gặp bếp anh nuôi của khẩu đội 12 ly 7 ông anh nuôi đưa cho tôi mảnh giấy nội dung. Gửi đồng chí Bính nuôi quân, trường hợp có người đơn vị khác bổ sung, hãy trả lời họ là trận địa đã di chuyển. Điều này không cần giải thích không cần người đơn vị khác nữa, vì khi cần họ không sử dụng được pháo. Ký tên, cảnh. Vậy là chúng tôi đương nhiên thất nghiệp, oán trách mấy ông cấp trên. Không thống nhất kỹ đã vội vàng quyết định làm khổ lính. Bảo cố gắng để tới đây thành công toi hết. Trở lại bếp anh nuôi, chỗ anh bóng để ngủ, chờ tối lên chốt. Nghe tiếng súng trên chốt biết rằng chiến sự đang ác liệt. Đồng đội tôi đang cần tôi về tiếp sức cho họ. Vị trí chiến đấu của tôi phải ở đó. Tôi là lính 384 kia mà. Ngày 14 tháng 4 năm 1972. Nửa đêm về sáng, tôi trở lại 384. Cùng lên trận địa với tôi có hai người lính thông tin lên lập đài K-63 tại chân chốt để liên lạc thẳng với mạng thông tin trung đoàn và một người nữa cùng trong quân chủng. Kiều minh toán chiến binh của đại đội 5. Xóm năm lên bổ sung lực lượng cho 384, cùng đi với anh còn một người nữa. Sau người này đã hèn nhát đào ngũ dọc đường rồi. Kiểu minh toán hạ sĩ, tiểu đội phó, đảng viên, 21 tuổi, quê, ba vì Hà Tây. dáng gầy nhỏ, da ngăm đen nhưng đôi mắt sang, thông minh nhanh nhẹn. Sự có mặt của anh vào lúc này, ở nơi này đã đánh giá được chất lính trong con người của anh, dùng được. Nhìn con người và dáng dấp của Toán, tôi đã có sự cảm phục anh và tôi đã sớm nghĩ rằng anh có thể làm nên chuyện ở cao điểm này. Trở lại trận địa, tôi mang trên lưng 60kg đạn, níu dễ cây, leo ngược vách đá mà lên. Nặng và mệt tưởng không thể lên nổi cũng phải cố. Thêm được từng nào đạn cho trận địa là tốt chừng đó, thằng giặc sẽ phải đền mạng nhiều thêm trong từng trận đánh. Dọc đường lên, gặp cáng thương binh đi xuống. Trần Văn Chính chiến sĩ liên lạc, đồng hương của tôi bị thương rất nặng mê man bất tỉnh đang trên đường về bệnh viện. Vậy là trong lúc tôi đi vắng, súng đã nổ trên trận địa 384 và máu đồng đội đã đổ rồi. Chính ơi, cố gắng điều trị mau lành nghe mày, tao sẽ trở lại 384 chiến đấu trả thù cho mày đây. Sau này được biết chính đã mất tại bệnh viện. Tôi gặp anh Soạn, báo cáo lại toàn bộ sự việc. Anh Soạn nói, biết trở lại trận địa chiến đấu chứng tỏ đồng chí rất dũng cảm. Không hề thoái thác lần trốn trước nhiệm vụ, trước khó khăn ác liệt rất xứng đáng là lính 62. Hãy cố gắng diệt thật nhiều quân Nam Triều Tiên tại 384 này. Xong có làm nên trò gì hay không còn do tôi. Những ngày tới, tôi phải cố gắng thật nhiều để theo kịp các vị cựu binh rồi mới nói hay được. Tôi ngụy trang công sự, ngồi cảnh giới đưa mắt nhìn trận địa mà giật mình sừng sốt. Tưởng như đây là nơi nào khác, còn đâu là ngọn đồi 384 nữa, rừng lúc xúc, lau lách rậm rạp đã biến mất. Trước mắt tôi là nhan nhản hố bom, hố pháo ngoắc cái miệng rộng hoắc lôi những tảng đất thó lớn bằng cái bồ lên miệng hố cả một khoảng đồi mảnh rừng biến thành bãi chiến trường đầy chết chóc tầm nhìn không còn màu xanh của rừng che khuất bom pháo đã tạo nên khoảng sáng rộng lớn mọi người bảo càng tốt nó tới từ xa mình đã biết rồi có tiếng đề ba đầu nóng và tiếng rít giận người pháo sau một ngày rưỡi đi vắng nay trở về vẫn món ăn ấy kẻ thù đang từng ngày từng giờ lồng lộn điên cuồng chút bão lửa lên đầu chúng tôi. Sự khốc liệt của chiến tranh đang gầm hú, đe dọa lính chiến trường mọi lúc mọi nơi. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo này, sống chết chỉ là gang tấc. Chúng tôi đành phó mặc tính mạng cho sự may rủi. Chết thì phải chịu, còn sống còn là lính chiến. Và những trận đòn này phải nhớ lấy để tính sổ nợ với chúng. Pháo truyền làn, chưa kịp kiểm tra hậu quả của trận pháo oanh tạc thì bọn trực thăng lại dẫn sắc tới hai chiếc u 1 a phóng pháo dài nhẵng, lính ta quen gọi cá nẹp thay nhau lồng lộn quanh tạc trận địa, bắn dốc két, đạn 20 ly, cứ liệm vòng tròn trên trời nhằm trận địa mà bắn. Dai rằng, dữ dội, ngồi trong hầm tránh đạn để nó tự do bắn lên đầu mình mà không làm gì được bởi lực lượng, sức chiến đấu, vũ khí giữa ta và địch quá chênh lệch. Mà kẻ địch thì ở thế hơn hẳn, do vậy dễ phát cáu, phát bực trong cái cảnh ẩn nấp mãi. Thật phi anh hùng, du bảo tôi kể mẹ nó, bắn chán nó khắp phải cút. Dù sao nó cũng chẳng làm gì được mình đâu. Hãy dành sức, dành đạn mà tiếp thằng Nam Triều Tiên kia kìa. Rồi bọn trực thăng cũng cút. Bỗng im ắng lạ thường, sự im lặng tới sừng sốt. Tưởng như không hề có chiến tranh xảy ra bao giờ ở nơi đây. Tôi có linh cảm như có điều gì sắp xảy ra. Đúng như vậy. Khẩu đại liên của địch, giá ở mỏm yên ngựa ngọn đồi giữa 384 và đồn sô đô nổ dữ dội từng tràng kéo dài, nhằm trận địa chúng tôi mà bắn. Như đe dọa, như khiêu khích, như uy hiếp, tên lính xạ thủ có lẽ cứ nhắm mắt mà bắn, đúng sai cóc cần quan tâm. Nó định dở trò gì đây? Anh Liễu tới bên tôi. Thằng Đại Liên nó bắn là hỗ trợ cho bọn lính bộ binh chuẩn bị tấn công. Thằng này không đáng ngại, chuẩn bị kiểm tra súng, tháo nắp an toàn liệu đạn. Đợi lệnh tôi mới được nổ súng. Hết sức bình tĩnh, đã bắn là diệt mục tiêu. Rõ chưa? sự đe dọa của tiếng nổ đại liên ý thức địch tình thời gian chờ đợi nổ súng đã làm cho đầu óc tôi căng như sợi dây đàn chập chờn trong đầu tôi câu hỏi rồi sẽ ra sao đây chúng nó xuất hiện lần đầu tiên trong đời lính trận tôi nhìn rõ kẻ thù của mình những tên lính đánh thuê nam triều tiên chó săn trung thành của quan thầy mỹ lấc láo kiêu căng đằng đằng sát khí dáng vẻ của những võ sĩ người hùng trừ thân xác trên răng dưới cắt tút là của Nam Triều Tiên, Hàn Quốc, còn lại 100 phần là của Mỹ. Đồng đô la Mỹ đã đồng hóa đội quân viễn trinh này từ ý thức bên trong cho tới bộ quân phục NATO chúng khoác trên người. Chúng nó đấy, kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi đấy. Lỗ nhố xuất hiện trên bãi bom và vô số những tên khác nấp trong rậm rạp của lá rừng phía xa với đủ tư thế, đứng, ngồi, khom thấp, khom cao trước họng súng của chúng tôi. Tôi được nghe phổ biến với trận địa phục kích khi còn giữ được bí mật trận địa nó vào kiểu này thằng cần diệt trước là thằng lính thông tin đeo máy kẻ liên lạc giữa cấp trên ở xa và bọn đang giáp mặt chiến đấu với mình thứ nữa là những tên chỉ huy đầu sỏ của bọn giặc nếu giết được những tên đó thì bọn lính sẽ lâm vào thế quân vô tướng hổ vô đầu lập tức sẽ mất sức chiến đấu ngay thứ nữa tên lính nào gần ta phát hiện ra ta cũng ưu tiên diệt trước chúng vẫn phát triển thận trọng khẩu đại liên nâng tầm nổ toang toác trên đầu tất cả mọi cặp mắt của chúng đều hướng về phía đỉnh đồi nơi trận địa chúng tôi tôi dê nòng súng theo một tên lính đang đi về phía mình sốt ruột chờ lệnh bắn tiếng anh soạn hô đồng thời với loạt đầu tiên của anh tôi chưa kịp định thần thì khẩu súng đã siết một loạt dài vì quá hồi hộp tên giặc trước khe ngắm đổ nhào tôi còn bổi thêm một loạt nữa vào cái xác cho chắc ăn toàn trận địa rền vang tiếng súng lửa khói, những tiếng nổ loạn xạ của các loại, các cỡ súng, tiếng người gào thét, ầm ầm, náo động. Những âm thanh đặc biệt của chiến trận mà chỉ có những thằng lính trận mới hưởng và hiểu mà thôi. Bọn giặc chưa kịp định thần thì một loạt mưa đạn đã nã rất chính xác vào đội hình bọn chúng. Đứa trúng đạn, ngã, đứa không trúng đạn càng ngã lăn để tránh đạn. Lợi dụng gốc cây, mô đất, bắn trà. Trận địa loạn xạ tiếng nổ của cả hai phía. Tình hình đã trở nên căng thẳng cả ta và địch đều bắn nhau quyết liệt rồi khẩu đại liên cùng nhà đạn bắn điên cuồng vào công sự tiền tiêu khiến chúng tôi phải chúi đầu tránh đạn không thể đứng mà quan sát bắn tiếp được anh liễu bảo tôi nó bắn rất mạnh ở đây không phát dương được cậu vòng ra sau bỏ lên hòn đá đỉnh đồi dễ quan sát hơn lợi dụng hòn đá tôi quan sát chỉ thấy những hố bom pháo trồng chéo lên nhau giải rác những cái xác nằm lại đạn đại liên bắn càng mạnh tiếng anh liễu. Chú ý bên sườn phải, kẻo nó tắt sườn. Tiếng đại liên thưa dần rồi tắt hẳn. Trước lúc tấn công, bắn. Giát cũng bắn. Hỏa lực lớn, hỏa lực nhỏ chi viện tối đa cho bộ binh. Nói rằng quân đội Mỹ được trang bị tận răng, tận tóc quả đồn không ngoa. Anh liễu đến từng tổ nhắc nhở. Sẵn sàng chiến đấu cao độ. Nó lại sụp lên ngay bây giờ đấy. Tôi thành thật nói với anh. Trận đầu em đánh tồi hạ anh, pha lại trận đầu trận đầu của cậu hôm nọ cậu đã trị tội thằng trực thăng đấy thôi chính cậu đã nổ phát súng đầu tiên cho toàn chốt kia mà trận này em diệt được có vài thằng thì lát nữa nó khác lên cho cậu diệt lo gì du nói bùa một sư đoàn mãnh hổ đã đủ cho mày bắn chưa nếu chưa đủ xin thêm thu lôi cái xác lính đặt nằm vắt ngang vị trí bắn tôi ngạc nhiên hỏi anh thú làm gì vậy thu kê súng bắn thử tốt rồi tốt rồi tôi hiểu dù sao thằng giặc nó cũng có tình đồng đội của nó trời anh thu sao anh lại sáng tác cách đánh kỳ cục vậy cánh lính cũ họ làm như vậy là bình thường riêng tôi thì không dám làm khẩu đại liên lại nhà đạn điên cuồng dọn đường cho bọn lính bộ tấn công trận đánh nữa bắt đầu anh liễu bảo tôi cậu vòng cánh trái theo giao thông hào thay thằng phước bị thương phước trung đội phó và hai chiến sĩ mới bổ sung tăng cường cho chốt hồi sáng cả hai bị thương ngay rút về phía sau lợi dụng tiếng nổ của khẩu đại liên bọn lính bộ định đánh úp bằng mật tập dứt tiếng đại liên bọn đằng sau kiềm chế bọn đằng trước tấn công theo kiểu cuốn chiếu lũ người đằng đằng sát khí tay bắn miệng gào ầm ầm lao lên hô bằng tiếng triều tiên ca cha anh soạn bảo toán tìm cách diệt khẩu đại liên trợ chiến đi theo sau bọn lính kia kìa. Rồi anh bảo chúng tôi, bình tĩnh chờ chúng vào gần nữa. Tiếng trung liên của du gầm lên đỉnh đạc, tiếng B-41 của Toán. Một tốp địch bị quét ngã nhào, bọn còn lại khùng lại. Khẩu đại liên theo sát bộ binh đã bị Toán diệt. Khẩu xa, phía mỏm yên ngựa bắn dữ dội. Chúng tôi phải chúi đê ở u tránh đạn. Bỗng đại liên tắt đột ngột. Bọn lính tạo thế bất ngờ, ầm ầm sông lên. Hô ca, cha náo động chúng tôi nhất loạt nổ súng chúng nó lại bị ăn đạn liền nhảy bừa những hố bom để tránh đạn lựu đạn đống lựu đạn đã tháo nắp sẵn tôi giang tay thả sức mà táng xuống những lồng hố bom hình phễu những chiếc mũ mềm mảnh vải bay tung lên cuồn cuộn theo khói lựu đạn nhìn mà hả ghê trận mưa lựu đạn đã làm cho bọn nam triều tiên chết rất nhiều hiệu suất chiến đấu rất cao kết thúc một trận đánh trận địa vừa tan khói súng thì đạn pháo của địch lại nã vào vẫn giai điệu cũ mềm ấy, vũ khí hiện đại lại dốc sức tiêu diệt chúng tôi, sau những pha trừng phạt của lính bộ. Lửa, khói, những tia chớp nhằng nhịt như sấm sét trong cơn rông. Tất cả mọi khốc liệt thằng giặc chút lên đầu chúng tôi như là chút cơn giận dữ vì đã nếm thất bại trong trận đánh vừa rồi. Còn nữa, bọn trực thăng lại dẫn xác tới bắn phá, dường như chúng vẫn nghi ngờ độ phá hoại, độ chính xác trong đợt oanh tặng vừa rồi của trận địa pháo, nên đã điều thêm bọn trực thăng này chăng? đã hiểu ra cách làm của chúng, kỳ thế vào vũ khí hiện đại, dùng lối đánh oanh tạc bằng hỏa lực là cơ bản. Đưa bọn Nam Triều Tiên ồ ạt tấn công chỉ là ngón đòn cuối cùng. Sau khi tưởng rừng chúng tôi đã mất hết sức chiến đấu, sau các trận oanh tạc bằng không quân và pháo binh của chúng. Cây cỏ bị hủy diệt hoàn toàn, không gian trên mảnh đồi cũng bị băm nát, một con côn trùng không còn. Kẻ thù đã lồng lên điên cuồng tàn phá không thương tiếc bầu trời, mặt đất, mảnh rừng, cây cỏ trên đồi tất cả chỉ còn trở lại cái khung cảnh hết sự sống, cảnh của mặt trăng. Khung cảnh 384 đầy sặc mùi tủ khí, đầy những chết chóc, hoang tàn, khốc liệt của chiến trận. Nhưng anh em chúng tôi, những người lính chốt vẫn tồn tại. Sự khốc liệt của chiến trận càng làm cho chúng tôi thêm dày dặn, cứng cáp, củng cố thêm sức dáng trà, vẫn vững vàng. Bình tĩnh trong biển lửa của kẻ địch đang chút lên đầu mình, đâu khác có đó, việc nó, nó bắn việc mình, mình làm câu thần chú đã dạy như vậy rồi. Buổi chiều, sau khi cho rằng chúng tôi đã kiệt sức sau các đợt oanh tạc trong biển lửa của chúng, bọn bộ binh Nam Triều Tiên lại ầm ầm xông lên trong khúc nhạc của đạn Đại Liên bắn kiềm chế nhưng rồi với chiến thuật, lừa cho bọn giặc vào tầm bắn, bắn quét thật mạnh buộc chúng phải xuống lòng hố bom tránh đạn. Lúc đó mới nhất loạt ném lựu đạn, những lòng hố bom hình phiếu đã trở thành một chôn bọn Nam Triều Tiên chiến thuật mưa lựu đạn đã tạo nên hiệu suất chiến đấu rất cao. Chỉ cần bấy nhiêu con người đã tạo cho 384 trở thành bức tường thép rồi. Anh Liễu bàn với anh Soạn. Những xác chết đã vần lên bệ bắn, nói anh em hất trả chúng nó. Làm vậy tôi thấy tổn đức quá, dù sau nó cũng chỉ là xác chết. Và lại thối chịu sao nổi, Du cầm quả lựu đạn, giữ giữ về phía sô đô. Ai mà còn có đức nào mà tha cho bọn chó kia, được với lũ chúng nó chỉ có một mất một còn mà thôi. Bóng tối đã sập xuống. Trận địa tạm im tiếng súng, chỉ còn lại mùi thuốc đạn khét lèn lẹt, mùi xác chết thối, nồng nặc khó chịu. Toàn mặt trận, bọn địch hoạt động càng giáo giết hơn. Trên trời lũ máy bay trinh sát vẫn săn tìm, máy bay C-130 gầm gừ bắn đạn 20 ly, thả đèn rủ. Trên các mỏm núi có địch, đại liên của chúng vẫn sủa liên hồn không dứt và đạn pháo cứ thay nhau gầm hú trên trời và nổ cầm canh đây đó tích cực hơn cả là bọn bắn đèn dù bầu trời sáng rực suốt đêm không lúc nào chúng ngớt bắn rõ ràng là chúng đã rất sợ bóng đêm bóng đêm là biểu tượng thần chết của chúng trong bóng đêm chiến trường sẽ dễ xảy ra chuyện đồn này bị diệt sân bay kia bốc cháy cứ điểm nọ bị san bằng song với chúng tôi bóng đêm lại là đồng minh trở thành bạn tốt cho tính chốt về đêm địch không dám mò lên địch ít bắn pháo nên chúng tôi có điều kiện để làm các công việc tồn tại sau một ngày quần nhau với giặc. Phải thức trắng để làm việc vì núi công việc. Cộng sự sập nát nhiều phải sửa, kịp thời chỉ trích pháo. Trước mặt và chiến đấu ngày mai, xuống chân núi cống đạn, nước. Tất cả là cho ngày mai. Ngày mai có đảm bảo chiến đấu tốt hay không là do nỗ lực của đêm này. Mệt và thèm ngủ vô cùng. Đời chưa bao giờ lại mệt và thèm ngủ như lúc này. Xong phải cố gắng thôi không thể lơ là được vì thằng giặc nó đang mong mình lơ là. Mất sức chiến đấu để nó diệt mình kia mà ngày 15 tháng 4 năm 1972. Sau một đêm thức trắng và lao động cật lực, tôi đã mệt vô cùng. Vậy là đời lính, tôi đã nếm đủ gian truân gian lao khổ hạnh ác liệt. Cái chết đe dọa, cảnh sống, chiến đấu nơi chiến trường đang như thách, như hành hạ một thằng lính mới đầy tuổi quân như tôi. Mệt thèm ngủ khát nước, nhưng lại không thèm ăn. Anh nuôi đưa cơm lên, ngửi cơm, thức ăn đều khét nùi thuốc đạn. Và cơm ăn, cũng chỉ thấy ăn vị đắng của thuốc đạn vì lừa khỏi chiến trận đã nhuộm toàn bộ thân thể tôi bom đạn chiến đấu chưa giết được tôi nhưng đã nhiễu lên toàn bộ môi trường tôi đang sống nhìn chúng tôi uể oải nhai cơm anh bóng nuôi quân chỉ lắc đầu anh liễu bảo hãy cố mà ăn đi các em ta phải xác định ăn cũng là việc rất khó nên phải cố như đã cố làm bao việc khác phải ăn no mới có đủ sức mà trụ bám nếu không ăn được thì đứng nói gì đến quyết tâm giữ chốt nữa biết vậy nhưng không thể cố được lúc này việc ăn cực kỳ khó chúng tôi phải nhăn nhó mà nhét cơm vào bụng cơm như bị cực hình trong bữa ăn anh liễu anh soạn động viên mấy chúng tôi cũng chỉ ăn một cách chiếu lệ rồi kiếm cớ chuồn nhưng nước uống thì thêm uống nhiều nên càng dễ mệt trong trạng thái sức khỏe mỏi mệt nhưng khi nghĩ tới nhiệm vụ chốt giữ và vị trí của một thằng lính chiến đang có mặt giữa chiến trường đã từng sinh tử nhiều phen với thằng địch đã từng đùa bỡn với thần chết là thống lĩnh chỉ được phép tiến không thể lùi, chỉ được phép chiến thắng không được đầu hàng chiến bại. Nghĩ tới điều đó, tôi thấy mình cần phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, phải sống khắc phục khó khăn để chiến đấu, phải chiến đấu để bảo vệ danh dự là thằng lính chiến, không thể khác được. Tôi ngồi cảnh giới giữa tan hoang sơ xác của trận địa, ngụy trang lên người bằng cách đái vào đất bột, xoa lên đầu, lên người cho hợp màu đất trận địa. Điều khó nhất lúc này là chống buồn ngủ, càng ngồi yên, không hoạt động càng dễ ngủ. Tưởng vẫn còn tỉnh mà đã ngủ từ khi nào mới nguy hiểm chứ. Mọi khi, chúng tôi thường chống buồn ngủ bằng cách thả kiến bọ nẹt vào người cho nó đốt. Cái đau sẽ khiến ta giật bắn người lên, tỉnh hẳn ra. Nhưng bây giờ, cách ấy cũng vô hiệu, chỉ đau ngứa nhất thời mà không giảm được thèm ngủ. Và lại bom đạn Mỹ đã hủy diệt sự sống của con côn trùng. Kiếm làm sao được con kiến ở đây nữa? Thứ dễ kiếm ở đây chỉ có mảnh đạn và cát tút mà thôi kinh, kinh, kinh. Pháo địch để ra đầu nòng nghe rất xa, nhưng tiếng rất xé vải đã đến. Mặt đất rung chuyển, khói táp vào mũi, vào miệng đến ngạt thở, cuồn cuộn trong hầm. Trời đất bỗng tối sập nhu hù nút. Nó bắn pháo bầy vào mình rồi, rút hết vào hầm đi, vì rằng mọi ngày, khi địch bắn pháo, ném bom hoặc bắn dấu kép vào hầm tránh vẫn phải dè chừng thằng Nam Triều Tiên. Biết đâu không chừng nó lấp ló, Đôi khi ta rút vào hầm là bí mật chiến trận địa Trong sự khốc liệt đến khủng khiếp của trận oanh tạc bằng pháo bầy Mà anh em chúng tôi quen gọi là giàn nhạc Tân Tây Lan Toàn bộ là màu đen của màn đêm nhằng nhiệt những tia chớp Tạo ra những luồng gió táp khỏi tiếp tục vào trong hầm Sau mỗi phát đạn nổ Trời rung đất chuyển Chúng tôi chỉ còn biết Bịt chặt hai lỗ tai mà chịu đựng sống chết phụ thuộc vào chiều dày của nóc hầm Phụ thuộc vào rủi nữa mà thôi Từ hôm qua đã nghe phổ biến Địch tăng cường nhiều pháo hạng nặng vào hai trận địa pháo Bình Tân và vườn mít. Ngoài ra nó còn tăng cường thêm trận địa pháo 7 từ hạm đội ngoài biển. Trận địa pháo 7 có từ 35 đến 40 khẩu, mỗi khẩu bắn 3 phát trong 1 phút. Mỗi trận oanh tạc chúng bắn từ 25 đến 30 phút. Tính sở cũng biết mức công phá ra sao rồi. Rồi trận oanh tạc bằng pháo 7 cũng phải kết thúc, đất đá trên đồi sau bao lần sới nhào tưởng đã nhuyễn thành bột, khốc liệt đến tột cùng sang trận địa của chúng tôi nằm ở vị trí đỉnh đồi. Dù đã nhiều lần bị oanh tạc trong khốc liệt, cơ bản sập hỏng một số hầm, nhưng vẫn khắc phục được. Số hầm còn lại vẫn bảo vệ an toàn cho tập thể chốt trong cách trận oanh tạc. Có lần anh Bình Y tá nói với tôi, ngọn đồi 384 vừa cao vừa nhọn, bọn địch bắn vào trận địa của ta thật khó, vì trận địa nằm ở đỉnh đồi. Địch ngắm vào đỉnh thì khi bắn quả đạn sẽ dễ dàng vọt qua đỉnh, thi thoảng lắm mới có quả đạn rót vào được mà thôi. Muốn cho ngọn đồi có đạn nổ thì chỉ còn cách bọn chúng ngắm vào lưng chừng đồi mà thôi. Mà điều đó thì chúng lại không muốn. Cũng như ta ngắm vào ngọn cây cọt mà bắn đi. Trăm phát giỏi lắm chúng ba đến bốn phát là cùng. Nguyên nhân chính làm làm cho đạn địch khó giết nổi anh em mình là thế đó. Qua trận pháo bầy, tưởng được xả hơi nhưng bọn trực thăng lại tới bắn phá. Dù bảo trực thăng bắn thì ngủ được rồi, nóc hầm của mình dày, đảm bảo thách thằng trực thăng cũng chẳng làm gì được mà lo dù lo hay không lo thì độ dày của nóc hầm cũng chỉ đến mức ấy là cùng. Cũng nên ngủ thì hơn vì đây là thời cơ tốt nhất cho giấc ngủ, không có ai ngăn cản kia mà. Tắt tiếng trực thăng, tôi chạy sang hầm của Bình, hiền xin thuốc lá hút, thấy trong hầm có cả Khương. Ba người đang ăn lương khô tạp phẩm bằng ca cao, sữa bột, trứng bột, đường, bột ngô rang trộn đều. Mỗi người cuộn một mảnh giấy nhỏ làm cùi rìa xúc ăn ngon lành, thấy vậy vừa ngộ, vừa vui tôi cũng ngồi ăn luôn chợt anh liễu xuất hiện nơi cửa nghiêm nét mặt anh quát ai cho các anh cụm lại ở đây làm thằng lính trong chiến tranh sau ngu vậy khẩn trương giải tán ai về hầm nấy không nhưng gì cả khương đứng dậy ra trước tôi cũng lũi lưỡi chuồn vì anh liễu đã mắng thì không còn là bình thường nữa địch lại tiếp tục oanh tạc nghe tiếng đạn bay đạn nổ có gì khang khác là lạ đục nặng trần nhưng rồi tôi cũng không thể ngủ tiếp được nữa vì mức độ bắn của địch đã tăng lên. Dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, đạn nổ cấp tập vào trận địa, khói sộc vào, cuồn cuộn trong hầm ngột ngạt, khó chịu. Anh Liễu lầm bầm. Chỉ cần thiếu bom nguyên tử là chúng nó chưa bắn nữa mà thôi. Oanh tạc suốt buổi sáng, bằng nhiều khẩu đạn, chán rồi chúng cũng phải đi ra. Khói tan dần, không khí sáng sủa của buổi trưa trên trận chốt, tôi cầm súng trở lại vị trí. Bộ cảnh đồi 384 lại một lần nữa đổi thay đất thì được moi từ dưới lòng hố bom khi mới còn nguyên màu vàng nay đã chuyển sang màu đen màu đen của thuốc đạn của khói do hàng ngàn quả pháo nổ mà nhuộm nên đó đây lửa vẫn còn cháy trên những bãi cỏ danh còn sót lại sau trận oanh tạc một không gian đầy chết chóc và hừng hực nóng cộng với cái nắng nóng đầu hè cộng với mùi thuốc lẫn mùi sắc chết thối khiến càng nóng thêm trên đỉnh núi cao mà lúc này cũng không hề có một cơn gió cái không khí yên ả à trên chốt cũng chẳng kéo dài được bao lâu bọn giặc lại tấn công chốt đã kiệt sức cả đi về những trận oanh tạc bằng pháo chúng đưa đội quân công từ bột nam triều tiên những tên lính to khá giỏi võ ầm ầm xông lên hò hét áp đảo tưởng rằng nuốt chừng chúng tôi trong chốc lát vẫn là đại liên bắn kiềm chế cho bộ binh bọn lính cứ lũi lũi hành tiến theo đội hình rích rắc đạn đại liên nổ toang toác trên đầu tới tầm chắc ăn đại liên tắt đột ngột bọn lính ầm ầm xông lên tưởng có thể dàn hàng ngang nhảy xuống giao thông hào của chúng tôi trong tức khắc. Xong, cũng chính là lúc chúng tôi nhất loạt nổ súng, bị đánh bất ngờ chúng không thể nằm tại trên mặt đất mà bắn trả được. Trong cơn hoảng loạn, chúng bắt buộc phải lăn xuống hố bom tránh đạn và chiến thuật mưa lựu đạn của chúng tôi lại được thực hiện triệt để. Quả bom Mỹ chỉ nguy hiểm đe dọa chúng tôi từ lúc chưa nổ tới lúc nổ. Nổ xong rồi nó lại trở thành cái bẫy của chúng tôi tạo ra một loại mổ chôn rất hữu hiệu cho lũ quân xâm lược. Triển núi thoai thoải trước trận địa, nội bọn Nam Triều Tiên phía Sô Đô tiến sang. Dù muốn hay không muốn cũng phải tập kết tại đây để đối phó với trận địa chốt. Song vì nôn nóng muốn diệt chúng tôi ngay nên Mỹ đã dốc vào đây cả màn là bom tiêu diệt đến cả sự sống của con côn trùng. Nên nơi ấy trở thành cái túi đựng bom, đựng đạn của bọn Mỹ. Giờ đây chúng tôi lại biến nó thành cái bẫy diệt lũ Nam Triều Tiên. Tương kế tựu kế là thế đấy. Anh Liễu bảo, cũng thỏa mãn cho thằng thu suốt mấy hôm nay nó vẫn nguyền rủa thằng Mỹ dập pháo, làm hỏng hết bãi mìn nó bố trước trận địa. Nay thì nó đã đền cho cái bãi bom này rồi tha hồ mà diệt bằng lựu đạn nhé. Kinh, kinh, kinh. Lại pháo, thằng lính bộ bị ăn đòn thì thằng pháo lại tiếp tục. Rõ ràng là thằng lính tỏ ra kém còi. Không còn khả năng chiến đấu dứt điểm. Chúng nó chỉ ỷ vào hỏa lực mà thôi. Pháo từ Bình Tân bắn rất mạnh, cấp tập liên hồi vào trận địa. Đổi 384 lại một lần chìm trong biển lửa ngồi trong hầm tránh pháo, song mắt vẫn phải quan sát bên ngoài. Để phòng pháo giấy, phải lao ra công sự đánh trả ngay. Tôi thấy anh Liễu chạy theo giao thông hào, tạt vào hầm của tổ tôi, gạt mồ hôi, nói. Nó bắn pháo khoan. Bọn này rất quỳ quỳ ép. Bắn pháo khoan vào trận sẽ phá sập hết hầm hào. Pháo khoan có tác dụng phá hủy hầm sâu. Quả đạn rút sâu mới nổ, rất nguy hiểm cho hầm tránh pháo kiểu chúng tôi đang sử dụng hiện nay. Sang chiều, Lũ Nam Triều Tiên lại tấn công, bị đánh bật ra khỏi trận rồi chúng lại tổ chức một bọn khác, thay thế bọn trước đó. Có lẽ chúng chia thành nhiều tốp như vậy để tiếp sức cho nhau. Chúng tôi chỉ còn cách phát huy sức mạnh của vũ khí, dáng trả những đợt tấn công của chúng rất mãnh liệt. Kết quả của mỗi đợt chiến đấu, số lượng xác giặc cư tăng mãi lên. Tất cả các đợt tấn công của chúng đều bị bẻ gãy. 384 vẫn là của chúng tôi. Kênh Ký ức Chiến tranh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại